Thấy có người nói bốn đức của Niết Bàn là thường lạc ngã tịnh. Con tìm trong các bài kinh Nikaya thì hình như là không có. Con có thắc mắc rằng tại sao Niết Bàn mà còn ngã? Đây là kiến giải của các vị sau này hay các đức Niết Bàn này là do người đời sau nói? À, thường là ngã tịnh là của bên Phật giáo phát triển. Còn thật ra đó là vô thường, là khổ, vô ngã và bất tịnh, chứ không phải là thường là ngã tịnh. Còn Niết Bàn á, rồi quý vị gọi là kêu bằng là coi thường Niết Bàn quá cho nên mới nói là Niết Bàn là thường lạc ngã tịnh. Ở đây người ta nói là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Còn bốn cái này là chế tào lao không đúng, cho nên không đúng không có thì tìm đâu ra, vì tìm đến 80 năm chưa ra đâu trong kinh gia có bốn cái này nữa. Tại vì một cái vấn đề này là tại sao nói Niết Bàn không có bốn cái này. Niết Bàn cũng không phải thường mà cũng phải vô thường, mà cũng không có lạc mà cũng không khổ, mà cũng không ngã mà cũng không phải vô ngã, mà cũng không tịnh mà cũng không phải bất tịnh. Niết Bàn nó không phải như quý vị nghĩ như cái bánh bao. Thầy ơi, Niết Bàn ở đây mình còn phàm phu, mình ngồi nếu nó mình nói Niết Bàn không. Làm ơn thôi, trong kinh nó không có chỗ nào nhắc đến Niết Bàn, Đức Phật cũng không nói. Vì đó hỏi lửa, ở vì hỏi Niết Bàn là gì, Đức Phật ngài không trả lời. Lần thứ ba nói hoài, Đức Phật mình mới nói là lửa tắt rồi đi đâu. Niết Bàn cũng vậy, Đức Phật không bao giờ định nghĩa Niết Bàn nhé. Cho nên cái mà Đức Phật không định nghĩa rồi mình ngồi mình định nghĩa là thường lạc ngã tịnh thì nó quá tào lao nha. Như bạn này nói Niết Bàn sao còn ngã. Sư quên rồi, có chỗ Phật ngài Xá Lợi Phất nói ái diệt và Niết Bàn, tức là cái cách để mà mình đi đến Niết Bàn. Thường lạc ngã tịnh là nó Không tào có lao, cái không có, không có thực lạc ngã tịnh cho nào nên đây tìm ha. chi. Nhưng mà bất gọi là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh chứ không phải. Tức là bây giờ cái người chế ra cái này đơn giản là họ lấy ngược lại thôi. Thế gian là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, họ lấy ngược lại, vô ngược vô thường là thường. Ngược với lạc là lược, với ngã với khổ là lạc. Ngược với ngã là vô ngã. À, ngược với tịnh là bơ bất tịnh, họ ngược lại họ nói thì ta thế gian nè, Niết Bàn nè, thì nó họ ngược lại cái là nó thành Niết Bàn, nó tào lao. Lâu gì Niết làm suy Bàn nó không nhớ không tới như suy luận nha. nhớ tới cái bài kinh đó, là thế nào là cái người tà kiến, là cái người một cái gì vô thường cho là thường đấy, không có khổ mà cho là lạc, vô ngã mà cho là ngã, rồi bất tịnh cho là tịnh.